ta nói xa rồi bỏ luôn. Dạ nói chung là người ta nói xa người ta không chịu. Dạ không chịu rồi. Rồi thấy thương không? Rồi mối tình kia là bao nhiêu lâu? Dạ tình kia em quen được 6 tháng. Thôi bỏ qua đi, được rồi. Nói chung là bên đây là hai mối tình. Hai mối tình hiểu nhưng rồi. Mà xa quá, xa mặt cách lòng, bên kia không chịu. Ở bên kia nhà gái là ở đâu vậy ta? Dạ ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình, Tân Bình đi Bình Dương cũng gần ha. Nó không đến Cà Mau rồi sợ không sao rồi. Dạ, mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bển nghe đi cưng. Dạ em có hai mối tình ạ. Hai mối tình luôn. Dạ. Mối tình đầu tiên là khi năm em 24 tuổi. Ừ. Lúc đó em quen anh đó được 2 năm thì anh đó đi công tác nước ngoài. Rồi, dạ. Cũng là xa mặt cách lòng luôn. Dạ dạ. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là gần đây em mới chia tay anh được 1 năm ạ. Được 1 năm rồi, lý do chia tay? Cũng có thể là do em quan tâm anh đó quá mức nên anh đó chán ạ. Nhiều khi không phải chán đâu, nhiều khi là. Đầu tiên là chúc mừng năm mới hai bạn nha. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi, mời nhà trai. Em tên là Võ Văn Thanh ạ, năm nay em 31 tuổi, em đến từ Hậu Giang. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Và công việc cụ thể em là kiểm tra chất lượng hàng hóa gỗ ạ. Bạn Thanh 31 tuổi, quê Hậu Giang, làm Bình Dương, làm về gỗ. Rồi nghe rồi, tình hình là bên nhà gái chúng tôi đang rất hồi hộp, trái tim đập hình phịch. Coi như là thở không nổi bên luôn đây nè. Bên đây tim đập thình thịch, ngứa ngái tùm lum. Chúng đang hồi hộp. Em đừng có lo gì cả, em hết sức là bình tĩnh nha. Đó, em cứ nhìn chị em trả lời nè. Bây giờ em giới thiệu đi, em tên gì, làm ở đâu? Em tên là Nguyễn Kiều Dung. Em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dung làm ở quận nào? Dạ, em làm hơi xa, ở Củ Chi được ạ. À, Dung làm ở Củ Chi, Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Dung 33 tuổi. Lớn hơn bên đây 2 tuổi. Không có sao, nhất gái hơn 2, gì trai hơn 1. Hợp lý luôn. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ và em thích đi giao lưu cùng bạn bè. Rồi, tốt. Cái nhược điểm của em là em hay nhút nhát trong việc quen gái. Nhút nhát trong việc quen gái. Dạ, việc tán gái à. Tán gái à. Rồi nhút nhát quá trời quá đất vậy đó, rồi thấy con gái rung không? Dạ cũng rung, đó là chắc là lý do mà em mới đăng ký chương trình hôm nay. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em ngăn nắp, chu đáo, vui vẻ và thân thiện. Em cũng rất là thích nấu ăn. Còn em có nhược điểm gì? Dạ em hơi là rụt rè, hơi trước đám đông. Ai mà tán tỉnh em sợ không? Dạ, dạ sợ. Bạn kia sợ tán gái. Dạ. Còn em thì sợ người ta tán mình đúng không? Dạ. Hai bạn này hợp nhau là giọng nói rù rì nè. Ừ, rù rì đó. Bên này cũng nhỏ, bên kia lại càng nhỏ hơn. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. Ừ, mạnh mẽ lên, 2 mối tình. Dạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ, 4 năm mấy anh. Trời ơi, dài dữ vậy. Dạ, dài lắm anh. Rồi sao chia tay? Dạ, tại vì bên gia đình người đó nói cũng nhà em xa quá anh. Nhà em xa hả? Dạ. Gia đình người đó ở đâu? Ở Cà Mau anh ơi. Cà Mau với Hậu Giang đâu có xa đâu. Dạ nhưng mà cái quan điểm của gia đình người đó là gì đó? Là xa chứ quan điểm em là gần đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng ta nói xa rồi bỏ luôn. Dạ nói chung là người ta nói xa người ta không chịu. Dạ không chịu rồi. Rồi thấy thương không? Rồi mối tình kia là bao nhiêu lâu? Dạ mối tình kia em quen được 6 tháng. Thôi bỏ qua đi, được rồi. Nói chung là bên đây là hai mối tình. Hai mối tình hiểu rồi. Mà xa quá, xa mặt cách lòng, bên kia không chịu. Còn bên kia nhà gái là ở đâu vậy ta? Dạ ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình, Tân Bình đi Bình Dương cũng gần ha. Nó không đến Cà Mau rồi sợ không sao rồi. Dạ, mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bển nghe đi cưng. Dạ em có 2 mối tình ạ. 2 mối tình luôn. Dạ. Mối tình đầu tiên là khi năm em 24 tuổi. Ừ. Lúc đó em quen anh đó được 2 năm thì anh đó đi công tác nước ngoài. Rồi dạ. Cũng là xa mặt cách lòng luôn. Dạ dạ. Rồi mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai là gần đây em mới chia tay anh được 1 năm ạ. Được 1 năm rồi, lý do chia tay? Cũng có thể là do em quan tâm anh đó quá mức nên anh đó chán ạ. Nhiều khi không phải chán đâu, nhiều khi là bị kiểm soát nhiều quá cái quan tâm nhiều quá nó ngán á. Chà, con gái xinh đẹp. Yeah. Đàn ông kỳ lắm, không quan tâm thì người ta giống như đói vậy đó. Người ta cứ tò mò người ta đi tới hoài, hướng tới hoài. Còn quan tâm quá, đôi khi ngán đó. Bà nó quan tâm hoài mệt quá, bị giống như bị kiểm soát. Ừ. Thì thành ra là người ta khó chịu. Yeah. Đàn ông phải để cho họ đói chút xíu. Dạ. Ha, nhớ chưa? Dạ. Đừng cho nó ăn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao từ 1m6 tới 1m7. 1m6 tới 1m7, ngon. Không có bị hói. Không không anh em. Hơi thôi. Bụng không có to lắm. Bụng lép xẹp. Dạ, không hút thuốc. Có không Thanh? Dạ không anh. Không luôn.
Nói chung nãy giờ em đưa ra vấn đề đó, 90 mấy % bên đây đáp ứng nhu cầu rồi đó. Chị ra chị kiểm tra. Trời ơi. Chào cưng. Đàn trai ta hiền lành chất phác. Em tự nhận là bao nhiêu phần trăm khi mà bạn gái đưa ra cái yêu cầu đó? Nhát gái thì đó là cái chuyện mà cái tính cá thôi. Còn cái chuyện mà bản lĩnh thì cái chuyện quyết định trong cái chuyện tương lai hay là chuyện này. Công việc sự nghiệp á là rất là bản lĩnh đúng không? Dạ, chín chắn hơn chút. Ok. Vậy 100 luôn. 100 luôn. Rồi vậy bây giờ em có cái yêu cầu bạn gái mình phải như thế nào? Chỉ cần cái người bạn gái là đầu tiên là cái lòng chung thủy là được. Dạ, còn chuyện này kia thì em có thể lo được. Chỉ cần chung thủy thôi. Người ta có quan tâm sâu sát quá thì em có cảm thấy khó chịu không? Dạ không, em luôn có quan điểm là em thích cái người vợ em phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Đúng rồi vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok, rồi vậy là rồi em cầu đi. Được cầu rồi được ước thấy. Nữa rồi biết nha cưng. Tôi thấy vậy là được rồi đó. Hỏi ý kiến người thân coi. Hỏi ý kiến người thân đi, tôi thấy á. Bạn nam bên đây đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và Dượng. Rồi chào bên gia đình nhà trai, xin mời đại diện có ý kiến ạ. Xin chào chú Nguyễn Linh ạ. Chào cô Hồng Vân ạ. Chào cô. Xin chào bên nhà gái. Bữa nay tới đây dựng bạn hẹn hò như là thấy bé gái thì tôi cũng dễ. Nhưng là giờ mong cho hai đứa được trăm năm hạnh phúc. Dạ tôi mừng rồi. Rồi cảm ơn nhà trai ạ. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em à. Có mẹ nữa, vậy là hai bên đều có mẹ hết. Mời cô. Thì tôi là Thu Nguyễn, là mẹ của cháu Dung. Sau khi mà cũng nghiên cứu cái chương trình này, nó có những điểm rất là hay. Cho nên là tôi khuyến khích cháu là tham gia cái chương trình này. Chứ tính cháu rất là gọi là lành tính đó, và rất là nhát. Tôi thấy cháu trai này là được đó. Là vì một bên thì nhát gái, một bên thì quan tâm tới người yêu thì là cũng hợp rồi. Cho nên là tôi ok. Dạ con chào bác. Con cảm ơn bác đã có nhận xét về hai đứa con. Con chỉ mong là nếu mà bác thương tụi con thì nếu mà con với Dung có thể hẹn hò và đi đến với nhau á, thì con xin hứa với bác là con sẽ là một chàng rể tốt và là một người thương yêu và chăm sóc cho Dung đến suốt cuộc đời. Trời quá được. Trời ơi hay quá hay. Rồi vậy nè. Rồi, cảm ơn cô. Mở rào một cái là phải bản lĩnh lên. Dạ. Nhát ở chỗ nào quá khứ không biết nhưng mà hiện tại là phải dũng mãnh lên nghe không? Bên cạnh em ha. Mạnh mẽ lên. Rồi, mở nha. Mở rào. Bắt đầu tấn công luôn Thanh. Tới luôn. Quà cáp gì đâu. Dạ. Em có cái món quà muốn tặng cho em. Và một cái lá thư em gửi cho em. Anh đọc cho em xem. Thì em để em đọc à. Gì em đọc. Anh chào. Dạ. Chào em, anh rất vui và hạnh phúc khi hôm nay được gặp em. Anh mong em được hạnh phúc vào những ngày sắp tới. Là hạnh phúc cùng anh. Dạ. Là mọi người. Cảm ơn. Viết ghê ta. Dạ. Cũng có cái lá thư anh đọc không? Dạ. Giống ngày đi coi mắt hai đứa bối rối. Cái gì sao quần. Rút ra mà rút không được. Ừ, cứ rút ra rút vô hoài. Rồi đó. Duyên do trời định, phận do trời tạo. Nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Cảm ơn anh đã xuất hiện và mang hạnh phúc cho em. Ok. Cảm ơn người ta tặng quà cho. Quà là gì vậy cưng Thanh? Dạ món quà là cái món ăn nha chị. Món này ăn để lúc nào anh cũng nhớ tới bữa ăn với gia đình. À, hiểu rồi. Dạ, đúng rồi, em rất là thích nấu ăn ạ. À. Nghĩa là cô muốn là bữa ăn gia đình là lúc nào anh cũng phải nhớ tới. À. Mà sợ dĩ tôi ra đây tôi thấy cái món này là món tủ của ông á. Anh ăn thử liền coi ngon không? Thử thì còn nhiêu giờ giao qua đây. Dùng thử. Ừ. Đúc bên kia người ta ăn trước. Cứ tự làm đó đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, ông Quyền Linh ông kiểm định. Rồi đó mình hốt của về đi. Còn như dao để đây thử cho. Gì vậy Thanh? Dạ. Gì vậy? Dạ không biết gì anh. Hả? Không nhận ra luôn trời ơi. Ăn mà không biết gì luôn. Em không nhận ra nó vậy. Cái này là cái gì vậy? Dạ nhưng mà ngon anh. Mà cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Dạ là biết là cái món ăn. Mà không nhận ra món gì. Không biết món gì luôn hả? Dạ. Cái này là gì biết không? Dạ vậy em đút cái ăn đi. Hả? Ôi ăn đi để tự ăn cho em đút mất cỡ lắm.
Lúc có miếng ăn tự ăn anh ơi kệ ổng đi, kệ ổng tự lo đi. Gọi là kim bắp dạ, đúng. Là Korea Hàn Quốc á, này ăn với kim chi ha, kim bắp ăn với kim chi ngồi nổi kim luôn ha. Thôi hai đứa nói chuyện đi, anh lo nói chuyện đi, hai nói chuyện nên vô đây mình ăn lo chuyện mình ra. Đi kệ ổng đi, ngồi đây ăn mắc cỡ lắm, để vô thử thôi biết báo kết quả thôi. Em cứ vô ghê được gặp em á, mà anh nhìn là em xinh hơn cái tưởng tượng của anh từ lúc à. Anh ơi, anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi luôn rồi. Đúng rồi. Cái điều đó có ảnh hưởng gì không ạ? Không, anh không quan trọng gì đó đâu em. Nè, cái mặt Thanh nó già hơn mặt em đó, đừng có lo. Một tuần mình gặp nhau được mấy lần hả anh? Khoảng 1 lần được không em? 1 lần có ít quá không anh? Anh nói chung là tối đa là 1 lần, nếu mà tối thiểu là 1 lần. Tối thiểu là 1 lần, nhưng mà anh sẽ tranh thủ tối đa nhất có thể là rảnh thì anh sẽ qua thăm em đó, lúc đó. Em đi làm ở Củ Chi hơi xa, khi thường như là em chẳng mà em bị bệnh á, thì anh có sẵn lòng mà lên để chở em đi khám bệnh không ạ? Điều đó là tất nhiên rồi em. Có thể là đi gấp không? Câu đó hay á, điều đó là dĩ nhiên rồi, dạ, đó là cái chuyện đó là bản năng rồi, cưng đừng lo chuyện đó. Anh có chia sẻ việc nhà được việc gì với em không ạ? Vợ nấu ăn thì chồng phải rửa bát hay là giặt giũ này, kia chung là vợ chồng xúm xích nhau làm thì xong công việc thì cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đó. Chứ anh không thích về cứ nằm bấm điện thoại hay là cứ mọi công việc cứ để cho vợ làm, không thì thấy vậy nó không có công bằng. Dạ. Thấy gì tội với người vợ em lắm. Thành, dạ. Bước tới nắm tay Dung ha, giao lưu văn nghệ cái nào, bước dạ. Tới mạnh dạn lên. Nắm hai tay Dung nha. Nhìn thẳng vào đôi mắt. Nhìn thẳng vào Dung kìa. Đó, mạnh dạn lên. Thì hôm nay đến đây thì anh cũng tặng cho em và chương trình một đoạn nhạc không. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô ngựa xe, chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa. Giảm hết ạ. Đủ rồi. Cái câu đó là đủ rồi. Bây giờ cảm xúc của Thanh thế nào? Thanh cứ nói hết, rút ruột rút gan rồi mà nói với Thơ với Dung đi Thanh. Thì hôm nay lần gặp đầu tiên thì anh cũng có cảm tình, hai ta cần một cơ hội để tìm hiểu và đi tình cảm tiến sâu hơn nữa. Được đó, rồi trở về vị trí cũ đi. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn trẻ. Nếu mà thích là bấm đè luôn vô đó, đúng rồi, bấm luôn. Thích là bấm luôn. Bấm luôn đi, hai đứa thấy mà tới rồi là bấm luôn. Ừ. Rồi xong một lượt luôn á. Bấm chưa? Rồi, bấm rồi. Anh nói là hai đứa nắm tay vô đi. Bây giờ trước mặt của mẹ của Dung ha, rồi trước mặt mẹ của mình. Rồi bây giờ mình nói với người lớn, với người lớn gì đi. Con chào bác, con sẽ tìm hiểu anh và cố gắng sẽ trở thành người con dâu tốt trong tương lai. Rồi bây giờ bà Xui nè, hai bà Xui đứng lên bắt tay nhau đi, cầm micro bà Xui, nhà trai nói gì, nhà gái nói gì bà, nhà trai đi, đầu năm thôi mình chúc năm mới rồi nói gì đi. À, tới đây thì giống như là gặp người chị Xui đi. Chị Xui đi. Dạ, mình chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc, là mình là cha mẹ mình mừng rồi. Chị nói gì đi chị? Dạ, trong quá trình hai cháu tìm hiểu đó thì hai bên mình có thể hỗ trợ. Mình là rất rất là thích cháu. Rồi, hai bà Xui ôm nhau cái. Đẹp quá. Bây giờ xin mẹ Dung cho làm thủ tục cái coi. Dạ, hiểu rồi. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. À, cũng trong có hôm nay cũng đến chương trình này lần đầu tiên con gặp gia đình bác gái và Dung, thì con xin phép cho gái cho con được hôn Dung được cái hôn đầu tiên ạ. Trật đầu rồi. Dạ. Vì anh bé mình cho anh hôn em. Đúng. Ngon lành. Nhớ nha, trong hôm nay cố gắng tìm hiểu nhau, càng sớm càng tốt nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều. Chúc cho hai đứa sẽ gặp thật nhiều may mắn, năm mới thành công và hạnh phúc nha. Chúc mừng hai đứa nha. Hãy dắt tay nhau đi đến những nơi nào muốn, nhớ bảo vệ Dung Nha Thanh.